xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được xem là thánh địa của tội phạm ma túy. Để giải quyết địa bàn trọng điểm này, cấp ủy chính quyền địa phương đã và đang vào cuộc huy động các nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các lực lượng góp phần phát triển kinh tế xã hội và đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn. Hơn 70 tuổi, ông Tráng A Vàng ở xã Lóng Luông là người đã chứng kiến nhiều sự đổi thay ở nơi mà ông sinh ra lớn lên. Ngày hôm nay trên quê hương của mình, cùng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, bà con nhân dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Thì cụ thể tôi thấy bây giờ là một cái số bản nóng như là đúng xá Tà Dê Hang kia là một số người dân họ cũng tự giác đi làm nương, đi làm thuê. Nhưng thì thấy thì chứng tỏ là họ cũng đã hiểu được là cái tình hình ma túy là không nên tiếp tục nhiều nữa. Hiện nay toàn xã có 48 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự với 1.376 thành viên. Thông qua các nhóm cũng đã góp phần lớn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để vào vận động, đưa các đối tượng đi cai nghiện gặp rất nhiều khó khăn, như do là cái người dân ở trên địa bàn là có quan hệ thân thiết với nhau nên là họ cũng không cung cấp thông tin là một. Thứ hai nữa là cũng e ngại về cái liên quan đến cái việc mà các đối tượng truy nã. Thì đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn là như vậy. Trong thời gian tới thì Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục có những cái giải pháp cụ thể là sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho đến bà con nhân dân nhận thức rõ về cái tác hại của ma túy. Cái thứ hai nữa là sẽ tập trung bám sát các địa bàn để tổ chức các cái cuộc họp dân để phát giác và để phát hiện sớm những cái đối tượng tham gia vào các cái đường dây mua bán lớn. Với tinh thần khí thế mới vì cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an xã Lóng Luông sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tuyên truyền vận động nhân dân kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm ngay tại cơ sở, góp phần đưa Lóng Luông ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.